Sau tất cả những chuyện mà mẹ đã làm với con, đáng lý ra con phải ghét mẹ chứ. Vậy mà con vẫn quan tâm lo lắng cho mẹ. Con cõng mẹ tới trạm y tế, con la rầy cô bác sĩ, rồi miệng của con á thì cứ phải cứu mẹ tôi trước, phải cứu mẹ tôi trước. Mẹ cảm động lắm con à. Mẹ biết không, khi con thấy mẹ nằm bất động trên giường bệnh, con lo sợ lắm. Con nhớ lại lúc má con cũng nằm im lìm như vậy, rồi má con rời bỏ con đi. Mà tới khi bác sĩ xác nhận là mẹ thật sự không sao á, thì con mới yên tâm được một chút. Bắt đầu từ đó, con tự nhủ với lòng mình là phải thương yêu và lo lắng cho mẹ nhiều hơn. Con không muốn như trước đây mà chỉ biết lo làm ăn mà không quan tâm tới má con nhiều hơn. Đến khi má con đi rồi, con có đau buồn hay là hối hận như thế nào đi nữa thì cũng đã quá muộn rồi. Con à, cả đêm hôm qua mẹ không thể nào ngủ được, mẹ cứ trằn trọc mãi. Nghĩ lại tất cả những chuyện mẹ đã đối xử với con, mẹ thấy sao mình tệ quá, mình ích kỷ quá con à. Mẹ Kiệt. Dạ. Mẹ xin con một việc được không? Kiệt mẹ, mẹ đừng nói như vậy mà mẹ. Con hãy coi mẹ như mẹ ruột của con nha. Mẹ biết là khó để cho con quên được tất cả những gì mẹ đã đối xử với con, nhưng mà mẹ hứa mẹ sẽ bù đắp cho con. Tuy là quan hệ mẹ con mình không phải là máu mủ, nhưng mà chúng ta vẫn là người cùng một nhà mà, được không con? Dạ. Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ, bộ phim của gia đình Việt năm 2018, lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Tư trên kênh HTV2.